là một trách nhiệm rất lớn lao ạ. Những điều mà bạn làm với sự tự do của mình có thể gây ảnh hưởng đến những người chung quanh bạn một cách tích cực hay tiêu cực. Chúa không ban sự tự do để làm cái cớ cho bạn muốn làm gì thì làm, để sống một đời sống ích kỷ, tội lỗi, chẳng cần quan tâm để ý gì đến người khác. Nhưng có một điều dường như rất lạ, ấy là Ngài ban sự tự do để bạn có thể chọn lựa trở thành một người phục vụ. Chúa muốn tất cả chúng ta đưa ra một lựa chọn, chọn khước từ bản ngã của mình, những ham muốn ích kỷ của bản thân, cái tôi trong mỗi người, cùng những điều thuộc về xác thịt, và hãy ôm đoàn lấy nhau bằng tình yêu. Thay vì cố gắng tự mình lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn bằng những điều thuộc về thế gian, hãy ban cho nhau cách rời rộng trong sự đầy trọn mà Chúa đã ban. Bạn đã được kêu gọi đến sự tự do, song đừng sử dụng đặc quyền đó như một cơ hội để nuông chiều theo xác thịt. Nhưng bởi tình yêu thương, hãy phục vụ lẫn nhau. Chúa đã ban cho chúng ta được tự do để phục vụ. Hỡi cả trái đất, khác ước tiếng reo mừng cho Đức Chúa Trời. Hỡi các dân, hãy chúc tụng Đức Chúa Trời chúng ta và làm cho ban tiếng ngợi khen Ngài. Chính Ngài đã dựng nên các tầng trời và các đầu cùng đất, đổi bóng tối tăm ra ban mai, đổi ban ngày ra đêm thẳm và ban sự đắc thắng cho dân sự Ngài. Hãy hòa lòng cùng nhau lớn tiếng hát nhẹ nhàng chúc tụng danh Giê-hô-va toàn năng, Chúa yêu thương, Chúa công bình. Ở lại đây cùng biết hát tôn vinh Ngài là Chúa.
dâng lên Chúa. Lời ngợi ca, Chúa hỏi tất cả linh hồn con. Chúa, chỗ kẻ đá vững nát, con hằng nương dựa. Chúa đã hứa ban tình yêu không đổi dời của Ngài cho mọi chúng con. Và thật Chúa ơi, không chỉ làm con vui mừng hơn, vui mừng mạnh thật. Thank you.
sự vinh hiển cho danh của Chúa, chúng con cảm ơn Cha nhiều lắm. Chúng con dâng sự nhớ và sự